Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em. Em trời đất ơi, hai người làm gì vậy? Mẹ, ngày hôm nay bà nội muốn nói một chuyện rất đáng xấu hổ của mẹ con. Mẹ con và ông Minh, bạn thân nhất của bà con, họ đã gian díu với nhau. Không có mẹ. Trời đất ơi. Gì vậy? Sao bà biết chỗ ở mới của tôi vậy? Trời ơi, bà theo dõi tôi nữa đúng không? Bà có sao không? Đau thiệt. Ôi dạ. Thôi được rồi, để tôi chở bà đi bệnh viện. Tôi đau quá rồi ông ơi. Tôi gặp cái gì nữa không vậy? Thưa con gái chú thiệt lòng đúng không con? Dạ, con thương Trang thiệt lòng. Từ hôm qua tới bây giờ con tìm Trang mà con liên lạc với Trang không có được, con lo lắm chú. Con gái chú mà được người yêu thương nó như con, chú cảm thấy yên tâm lắm. Chó đẻ, hôm nay tao sẽ ăn thua đủ cho mày.